Ok, hello các bạn. Chào mừng các bạn, là mình. Mình là Simon Led đến từ làng hoa workout. Và hôm nay chúng ta sẽ nói về làng hoa workout các bạn. Let's go. Rất là nhiều bạn hỏi anh ơi, làng hoa workout mình là gì anh? Thì làng hoa workout mình là một cái nơi để các bạn tới và tập luyện. Bản chất của mình là đây là một cái nơi tập luyện thể chất. Hồi xưa là street workout các bạn. Hồi xưa mình hay gọi nó là street workout làng hoa. Còn bây giờ nó là thành làng hoa workout. Thì tại sao lại có cái đổi tên từ street workout làng hoa thành làng hoa workout? Thì nó có nhiều nguyên nhân. Một trong những cái chính nhất mà bạn có thể thấy rõ nhiều nhất đó là nó sẽ không gói gọn trong cái việc tập street workout không nữa, mà nó sẽ là workout, tức là nó sẽ là kết hợp giữa nhiều hình thức tập luyện với nhau. Mục đích chính của tụi mình là muốn hướng dẫn các bạn tập luyện để các bạn có thể tốt hơn, khỏe hơn, có body ngon lành hơn. Giống như mình hay nói các bạn xứng đáng có một cái body ngon lành, một cái sức khỏe tốt. Và cái làng hoa workout sinh ra là để giúp các bạn đạt điều đó. Và tiếp theo về làng hoa mình hay nhận được, tức là anh ơi, mình tập vào giờ nào? Rồi thì tụi mình sẽ tập vào 2 khung giờ chính, từ 7 giờ rưỡi sáng tới 9 giờ sáng. 7 rưỡi tới 9 giờ nha các bạn. Cái thứ hai là từ 6 giờ tới 7 rưỡi tối mỗi ngày, trừ chủ nhật và trừ những ngày nào mình bận. Ok chưa? Còn mưa thì sao bạn? Nếu như mà nó mưa trước khi tập thì mình nghỉ. Ok chưa? Còn mà nó mưa sau khi tập, tức là vào giờ tập rồi nó mới mưa, là chắc chắn tụi mình có tập. Tại vì tụi mình là tập rồi mà trời mưa thì mình nói một cách dân dã và nói một cách mà có vẻ là nó hơi láo đời là mưa thì kệ nó. Ok, đó là hai khung giờ hoạt động của tụi mình. Và tiếp theo nữa là bạn có tới tập được không? Được, tất nhiên được. Mà bạn khi mà bạn tới tập á thì bạn cần phải làm gì? Thì khi mình tới tập luyện thì bạn cần mang theo gì? Một, hãy mang theo ý chí, đó là chắc chắn. Hai, hãy mang theo nước. Thứ ba, mang theo giày. Thứ tư, mang theo tiền. Ok, thì mình sẽ nói 4 cái. Chưa? Đầu tiên mình nói cái quan trọng nhất, cái tiền. Bạn phải mang theo 5.000 gửi xe. Ok, tại vì gửi xe công viên 5.000. Tiếp theo các bạn mang theo ý chí. Tại vì bạn phải chắc chắn một điều là khi bạn ra công viên bạn sẽ phải ăn hành. Rồi bạn phải mang nước, tại vì khi tập phải mang nước. Ok, đó là ba cái thứ bạn cần phải mang theo ha. Ý chí, mang theo giày tập, mang theo nước. Và đương nhiên lúc nào bạn phải có tiền để gửi xe rồi. Và bạn tới bạn gặp ai? Bạn tới bạn gặp bất cứ bạn nào đang ở công viên. Ok, bạn nói với bạn ấy một câu là cho mình ăn hành với, cho mình ăn hành với. Chưa? Thì đó là cái việc bạn cần làm là xong. Tới việc đó bạn xong rồi, những việc còn lại tụi mình lo, thì mình sẽ lo những phần còn lại. Và khi các bạn tập luyện á, các bạn có cần phải tốn thêm gì khác không? Có đóng thêm phí gì không? Thì mình nói với các bạn là không ha, hoàn toàn không. Các bạn được tập hoàn toàn miễn phí. Còn cái chuyện mà bạn nghe ở đâu đóng quỹ là vân vân này kia thì đúng là có đóng quỹ, nhưng nó hoàn toàn không áp dụng với các bạn nha. Và mình nhắc lại một lần nữa, các bạn hoàn toàn tập free. Vậy nếu như tập free như vậy thì mình có cái ràng buộc gì không? Mình có bắt các bạn phải cam kết và các bạn phải có một cái yêu cầu gì khác không? Có nha các bạn. Yêu cầu của mình chỉ có một cái duy nhất thôi. Một cái yêu cầu duy nhất đó là sau này khi các bạn được hướng dẫn, là các bạn tập quen, là các bạn đã trở thành những người có kinh nghiệm hơn so với người mới, thì các bạn phải hướng dẫn lại cho người mới. Và đương nhiên cái này không bắt buộc, tại vì có nhiều người họ không có khả năng hướng dẫn lại cho người khác. Mình không ép. Nói chung là bạn chỉ cần biết là nếu mà bạn tới làng hoa tập á, bạn sẽ cần có những yêu cầu. Thứ nhất, bạn cần phải mang nước, mang giày, mang theo ý chí. Và sau này một cái cam kết duy nhất thôi, bạn phải hướng dẫn lại được cho người mới. Hết. Cái mình luôn muốn hướng tới á, đó là khi các bạn đã ra công viên tập rồi một thời gian được rồi thì các bạn sẽ tự tập được, đó là điều chắc chắn. Nên nếu như bạn ra công viên mà bạn lỡ một ngày đó bạn ra mà thật sự bạn không thấy ai hướng dẫn cho bạn á, thì bạn cũng đừng hụt hẫng, cũng đừng quá buồn, tại vì tụi mình phải dành cái thời gian của mình để hướng dẫn cho những bạn mới khác nữa ha. Ok, công viên làng hoa ở đâu? Sorry các bạn, nãy giờ mình cái câu này cơ bản nhất mà mình quên nói. Công viên làng hoa của mình nó ở Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Nó nằm ở ngay ngã tư Lê Văn Thọ và Cây Trâm. Và cái đường mới của Cây Trâm bây giờ tên là Nguyễn Văn Khối, tức là
Lê Văn Thọ, còn Nguyễn Văn Khối. Vòng tay kỳ này có hút máu không ạ? Ok, một điều thêm về làng hoa nữa ha. Nếu làng hoa mà hướng dẫn cho các bạn free như vậy, không thu phí như vậy á, thì là ngoài ra nó còn làng hoa còn làm gì nữa không? Có làng hoa hút máu nữa các bạn. Ok, làng hoa hút máu. Hút máu bằng cách gì? Bán những sản phẩm như vòng tay, áo. Hết rồi, hiện tại là mình cho hai cái đó là hút máu nhất. Còn lại như là dây trợ lực, dây kéo xà, dây nhảy, vân vân, yến mạch này kia thì không, đó là giá bình thường. Còn những cái này hút máu nè, mình nói thiệt với các bạn, chia sẻ với các bạn một cách thật lòng nha. Cái này mình chia sẻ thật lòng thôi, cái này mình đã từng chia sẻ ngoài lề rồi. Thật sự cái này rẻ không bạn, rẻ. Làm cái này rẻ không? Rẻ rẻ. Nhưng mà tại sao mình bán giá mắc các bạn? Tại sao mình lại bán giá mắc các bạn, hiểu không? Nếu nói một cách mà mình nói thẳng thì toẹt ra các bạn. Tại vì mình thích răng mắt. Đơn giản là tại vì mình thích răng mắt à. Cái này mình thích thì răng mắt thôi. Còn nói theo kiểu mà theo kiểu văn vẽ, theo kiểu mà đạo đức giả mà theo kiểu mà sống cao thượng á, thì thật ra khi mà các bạn đeo cái vòng tay này thì cái vòng này nó có giá trị là nó sẽ tạo cho bạn một cái động lực. Ví dụ như cái vòng tay sắp tới của mình đi. Vòng tay sắp tới của mình đi. Đây mình đang nói theo một cách văn vẻ, nhưng đang nói theo một kiểu là sống theo đạo đức giả, ok chưa? Tức là cái vòng này nó sẽ ghi là excuses don't burn calories. Tức là những cái lời ngụy biện á thì nó éo cái đốt cháy calo mày. Tức là câu nói là gì? Tức là cái câu nói là bằng ngụy biện cả đời không kết quả. Cái kết quả duy nhất là phải lao đầu vô bận tập. Hết. Được chưa? Đó là nói theo kiểu là cao thượng, theo kiểu mà đạo đức giả là cái vòng này đeo vô tăng sức mạnh ghê gớm lắm. Không, cái vòng này đeo vô là bạn sẽ có sức mạnh để bạn có thể thực hiện được những bài tập mà trên trời đó mà làm được luôn. Còn nói theo kiểu hịch tuẹt ra này thì tại vì mình thích thì mình bắn mắt thôi, đơn giản. Đây đơn giản vậy ha. Và cái dòng lần này ý nghĩa của nó có nhiều ý nghĩa đó. Một trong những cái ý nghĩa lớn nhất là các bạn hãy ngưng ngụy biện. Ngưng ngụy biện tại vì cái vòng này nó ra đúng dịp mà với các đặc biệt hot thiên Nga ha. Tức là excuses don't burn calories. Tức là ngụy biện thì éo giúp cho bạn được gì hết trơn. Không, cứ lấy lý do đi trấu, không có kết quả. Cái thứ hai nữa, các bạn sẽ thấy cái màu vòng này đối với mình nó là một sự thất bại các bạn. Mình chia sẻ thêm một cái lần nữa, ok, thêm một cái sự thật nữa, đó là cái vòng này khi mình làm ra được cái vòng này nó là một sự thất bại đối với mình, một thất bại rồi. Và nó dành cho những bạn nào đã từng cảm thấy thất bại, đã từng trải qua cảm giác thất bại, ok. Thất bại trong gì các bạn? Thất bại với chính bản thân của mình, thất bại với những cái bên ngoài cuộc sống của các bạn. Tại vì cái màu đó rất là thất bại các bạn. Đó, các bạn xem nè, đây là ba màu dòng, bạn thấy không? Thì đối với mình đây là một cái sự thất bại, nghe chưa? Và cái dòng này nó dành cho những bạn nào đã từng đi qua thất bại các bạn. Từng đi qua thất bại. Tại vì sao? Tại vì đối với mình đây là thất bại. Cái này là một cái lỗi, một cái sản phẩm tệ mình không mình, nhưng mà nó có ý nghĩa riêng của nó các bạn, nó có một cái ý nghĩa riêng của nó. Tức là sao? Tức là nếu như bạn thất bại rồi bạn không biết đứng dậy á thì cái dòng này không dành cho bạn. Nhưng mà cái đằng thất bại và bạn biết đứng dậy và bạn chấp nhận cái thất bại đó, bạn đứng dậy, bạn tiếp tục, bạn phấn đấu tiếp. Ok. Thì cái dòng này dành cho bạn. Ok nha. Vậy thôi, mình chỉ nói đơn giản như vậy thôi. Quay lại cái chuyện muốn tăng cân, thì sau khi bạn ăn thêm một trái chuối rồi bạn cảm thấy không đủ, kiếm gì ăn tiếp? Mình sẽ đi uống sữa. Nhưng mà khổ nổi các bạn, khổ nổi thì nhà mình là hết sữa, mình uống bia, ok chưa? Uống nước trái cây. Và thường thường mình chỉ uống Strongbow, uống cái nước này trong những cái livestream ngoài lề thôi. Mà hôm nay cuối tuần mình lâu lâu mình ngựa bàn tí, ok, mình uống vô bạn ơi. Và quên, trước khi
Trước khi các bạn xem tiếp, mình khuyên các bạn đừng làm theo mình, ok chưa? Nếu như bạn muốn phát triển cơ bắp, đừng làm theo mình, đừng. Đây là uống này sai nhé bạn ơi, uống chất có cồn là nó sẽ hạn chế sự phát triển cơ bắp, ok? Phê, hôm nay mình sẽ xin lỗi. Ok, không sao cả. Cuộc đời còn dài, tập luyện là chuyện cả đời bạn ha. Ví dụ như bản thân mình biết rõ, hoàn toàn biết rõ, uống này chẳng bổ béo gì hết. Uống cái này chả bổ béo gì cho cái việc tập luyện, chả bổ béo gì cho cơ bắp. Nói chung về giá trị dinh dưỡng các bạn, hụt dịch số 0. Nhưng mà nói về cảm xúc thì sao các bạn? Ngon các bạn. Nhìn mình xem như sắp kỳ sắp xỉn. Chứ các bạn ơi, mình không có xỉn các bạn. Mình nói với các bạn á, mình chỉ xỉn thế nào các bạn. Mình nói với các bạn một cái này, mình chỉ xỉn ở cái nơi mà thật sự mình bình yên thôi. Nếu mà mình khuyên các bạn vậy luôn ha, nếu như mà các bạn muốn xỉn á, muốn say á, hãy tìm một nơi bình yên để mà say. Còn nếu yêu thì sao các bạn? Hãy yêu á, hãy chọn đúng người để mà say. Ông Sơn này nói đạo lý vậy nồi. Ok. Vô bạn ơi, vô. Lâu mình sốc não mình vui cái. Các bạn nhớ có thể các bạn lấy cái này up status Tết, okay, chưa? Nó vui nếu mà cuối tuần lâu mình có một cái buổi livestream phê pha như vậy các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở những lần livestream lần sau. Chúc các bạn tập luyện luôn tiến bộ và chuyển hướng người khác. Hẹn gặp lại các bạn. Ok, bye các bạn nha. Đi chơi đi bạn ơi, cuối tuần là vui vẻ lên quẩy lên.